Trong các chương trình Việt Nam hôm nay thì chúng tôi đã thường xuyên cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến mà nạn nhân thì thường là người mua hàng bị lừa mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hay là thậm chí là đã không nhận được hàng khi mà đã chuyển tiền trả tiền rồi. Thế nhưng mới đây lại xuất hiện một chiêu trò lừa đảo mới. Cụ thể là Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền khuyến mãi của sàn thương mại điện tử Shopee. Vậy bản chất của chiêu trò lừa đảo mới này là như thế nào? Sau đây là tìm hiểu của phóng viên Việt Nam hôm nay. Cả trăm chiếc hộp đựng hàng này là tang vật của những vụ lừa đảo. Nhiều chiếc hộp bên ngoài ghi rõ tên hàng hóa là điện thoại đắt tiền, nhưng bên trong chỉ là chai nước như thế này. Còn đây là ổ nhóm gồm 4 đối tượng lừa đảo vừa bị bắt giữ. Đối tượng này khai nhận đã cùng các đồng phạm lập ra các gian hàng ảo trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee để chiếm đoạt tiền của sàn thương mại điện tử này thông qua các mã giảm giá khuyến mại. Em và các thành viên trong nhóm cùng lập ra các gian hàng ảo để bán điện thoại và khẩu trang. Số tiền chiếm đoạt được là gần 600 triệu đồng. Chúng em chia nhau để tiêu xài cá nhân. Cơ quan công an nhận định, các đối tượng đã dựng lên màn kịch lừa đảo thông qua nhiều công đoạn. Lập gian hàng ảo, tuyển người chốt đơn mua hàng ảo, tìm kiếm mã giảm giá, áp mã giảm giá, yêu cầu sàn thương mại điện tử đặt đơn mua hàng ảo, đóng gói hàng hóa không đúng mô tả, cấu kết thực hiện giao nhận hàng hóa ảo để tạo chứng từ giả, lừa sàn thương mại điện tử chuyển tiền khuyến mãi vào tài khoản của người mua hàng. Tinh vi của các đối tượng này ở chỗ là chúng lập lên những cái fanpage, cái hội nhóm ở trên mạng để dụ dỗ những người dân thiếu hiểu biết pháp luật để tham gia chốt đơn hàng ảo cho chúng. Bên cạnh đó là chúng còn đóng giả cả người mua lẫn người bán nhằm tạo nên cái màn kịch về việc vận chuyển hàng hóa để chiếm đoạt tiền của các sàn thương mại điện tử. Kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng nửa năm hoạt động, bằng thủ đoạn trên, ổ nhóm này đã tạo ra giao dịch mua bán hàng hóa ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng để chiếm đoạt tiền từ các voucher khuyến mãi của sàn thương mại điện tử Shopee tài trợ cho người mua hàng trực tuyến. Vấn đề chỗ là các cái sàn thương mại điện tử này không thể kiểm soát được hàng hóa được giao bán quảng cáo trên các gian hàng được đăng ký mua bán mua sắm trực tuyến, và cái thứ hai là cũng không kiểm soát được các cái mặt hàng này được vận chuyển và giao đến người tiêu dùng hay không. Chính vì như vậy là các đối tượng đã lợi dụng thực hiện trót lọt các hành vi phạm tội. Nhận định cũng được đưa ra là bất cứ sàn thương mại điện tử nào cũng có thể trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Hệ lụy đi kèm sẽ là quyền lợi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng khi bị chiếm mất cơ hội mua hàng khuyến mãi. Chỉ ít ngày sau khi bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên, cơ quan công an cũng đã bắt giữ một đối tượng ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Cũng với thủ đoạn áp mã giảm giá trên các gian hàng ảo, đối tượng này đã chiếm đoạt của Shopee hàng trăm triệu đồng. Vậy thì làm thế nào để người mua hàng và cả bên bán hàng, mà cụ thể ở đây là các sàn thương mại điện tử, có thể phòng tránh những chiêu trò chiếm đoạt tiền khuyến mãi khi mà mua hàng ở trên các ứng dụng mua hàng trực tuyến? Ngay sau đây sẽ là những lưu ý từ cơ quan công an. Về phía các sàn thương mại điện tử, cần siết chặt việc mở các gian hàng trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến bằng cách bổ sung thêm tính năng xác thực danh tính người bán hàng bằng thiết bị công nghệ điện tử, yêu cầu người bán phải có đầy đủ thông tin cá nhân, thực hiện liên kết số tài khoản ngân hàng với thông tin trên căn cước công dân của người bán. Cơ quan công an cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải giám sát chặt chẽ quy trình chi trả tiền khuyến mại qua các đợt khuyến mại giảm giá hay các voucher giảm giá khuyến mại để kích cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì cũng yêu cầu người bán hàng phải có biện pháp thực hiện chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng đang bày bán trên các gian hàng trên ứng dụng mua sắm trực tuyến. Mỗi người dân cần tuyệt đối không tham gia và làm theo hướng dẫn từ các hội nhóm chốt đơn đang xuất hiện tràn lan trên mạng, vì đây thực chất là biến tướng của chiêu trò lừa tuyển cộng tác viên chốt đơn hàng ảo đã được nhiều lần cảnh báo. Khi tham gia các hội nhóm này thì người dân không chỉ đứng trước nguy cơ bị lừa đảo mất tiền mà còn có thể là vô tình tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo. Do vậy thì người dân tuyệt đối là không vì mức phí rẻ mạt mà các đối tượng trả cho mỗi lần chốt đơn hàng ảo để có thể bị xử lý rất là nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Người dân cũng cần ghi nhớ không chia sẻ công khai các thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Khi mua hàng trực tuyến, cần xem kỹ đánh giá về gian hàng, xem những người mua hàng trước đó đánh giá như thế nào. Cũng có thể so sánh các sản phẩm tương tự trên các ứng dụng mua hàng trực tuyến khác trước khi quyết định mua hàng. Không nên ham rẻ mà đặt mua những sản phẩm khuyến mại nếu không biết rõ về sản phẩm. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm của mình đã đặt mua,
xem có trùng khớp với thông tin mã đơn hàng trên ứng dụng của các sàn giao dịch thương mại điện tử hay không thì mới nhận hàng và trả tiền. Shopee cũng đã phối hợp với lại Hiệp hội Thương mại Điện tử Vcom để triển khai một cái sáng kiến là mua sắm an toàn, giúp cho người tiêu dùng vượt qua được những cái trở ngại lo lắng khi mà mua sắm online. Song song đó, Shopee cũng triển khai một chương trình có tên gọi là Shopee Đồng Kiểm, giúp cho người tiêu dùng có thể kiểm tra được ngoại quan của cái món hàng hóa khi mà họ nhận và giúp cho họ yên tâm hơn. Khi phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần ngay lập tức liên hệ các tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng của các trang thương mại điện tử hoặc gửi đơn tố giác tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, Bộ Công Thương.